Hello, xin chào bạn. Hiện tại trên tay của mình đang là một số những cái chiếc máy ảnh mà hôm qua mới về, cũng như là hôm nay vừa mới về thêm được vài chiếc. Nhưng mà hôm qua thì làm video chém gió nó hơi nhiều, do vậy cũng chưa giải thích, chưa làm video kỹ về hai cái chiếc máy ảnh này. Đối với chiếc Sony Alpha A6000 ấy, hôm qua là cái ống kính là đi kèm là ống kính 16-50, thì cái ống kính đấy hôm nay lại bán cùng với cái máy Sony Alpha Nex 3N màu đen rồi, thì thôi thì lại gắn cùng với ống kính 18-55. Nó kèm cả cái hút này, nhìn trông khá là cân đối. Máy về cơ bản thì mặt trên mặt dưới tương đối ok. Sony Alpha A6000 như thế này thuộc hàng đẹp rồi. Mình đánh giá nó rơi vào tầm khoảng 97-98%, thoải mái. Nói chung về cơ bản thì đây là một cái chiếc máy ảnh mà Sony Alpha A6000 có cái tốc độ bắt nét nhanh này, quay Full HD 60p, chụp 24 megapixel. Cái chiếc máy ảnh này thì nó không đến 8 triệu đâu, nó gần 8 triệu mà thôi anh em ạ, với một ngoại hình khá là tốt. Hôm nay mới về thêm được một chiếc Sony Alpha Nex 5R nữa. Chiếc Sony Alpha Nex 5R này thì có một cái ngoại hình mình đánh giá nó rơi vào tầm khoảng 96-97%. Màn hình khá là đẹp, nhưng mà mình dán cái miếng dán chống xước thì nó lại hơi có một chút bóng kính. Nhưng mà thôi kệ, chả muốn bóc ra dán lại. Về cơ bản thì cái máy này thì có một cái ngoại hình gọi là tương đối ok. Dưới là các bạn nhìn này, cũng không có những cái vết xước sát lớn hay là những cái vết va đập nào cả. Về cơ bản thì cái chiếc máy này cũng khá là ok, với mức giá nó rơi vào tầm khoảng độ chưa đến 5 triệu rồi nhá. Cụ thể bao nhiêu các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại mình ghi trên video. Nex 5R này, màn hình lật này, chụp 16 megapixel. Ống kính đi kèm là ống kính 16-50 màu bạc có chống rung. Ống kính này là ống kính rung điện, do vậy mà khi mà chúng ta so sánh với ống kính 18-55 ấy, thì cái ống kính rung điện này nó sẽ ngắn gọn hơn. Còn trong cái phân khúc rẻ rẻ thì vẫn có những cái chiếc như Nex 3 và Nex 5. Nex 5 hôm nọ mình đã giới thiệu cho bạn một cái con Nex 5 khá là cá sấu ở đây, đúng không ạ? Nhiều anh em cứ chê bảo là nó mất cái nắp pin, nhưng bản chất ý, cái nắp pin này nó vẫn giữ được cái quả pin thôi. Chẳng qua mình cứ gắn vào đây cho đỡ bị mở ra thôi. Nếu anh em nào không quan trọng vào cái hình thức ý, thì cái con này đi kèm với ống kính 16mm f2.8 là có mức giá rất là rẻ luôn. Nó chỉ có mức giá 2 triệu rưỡi thôi, mà vẫn đầy đủ cho bạn là máy pin sạc thẻ và vẫn bao xài cho bạn 1 tháng nhé. Do vậy các bạn có thể là yên tâm sử dụng. Đặc biệt là đối với anh em là có kinh tế eo hẹp thì thực sự con này mua về nó sẽ khác biệt so với những chiếc ảnh compact khoảng 1-2 triệu trên thị trường rất là nhiều luôn. Xấu đến đâu đi chăng nữa thì cái cảm biến của nó vẫn là một cái cảm biến APS-C hệ số close là 14 megapixel. 14 megapixel với một cái cảm biến lớn như thế này nó chấp tất cả những cái chiếc điện thoại có cái cảm biến 48 megapixel hay là ABCIZ. Thì ở thời điểm này mà các bạn mua máy ảnh hay là mua điện thoại mà vẫn còn soi những cái số chấm megapixel thì hơi bị sai sai một chút nào đấy. Chiếc Sony Alpha Nex 3 thì kèm với ống kính 18-55, cái con này màu trắng, cái ngoại hình này thì mình đánh giá nó cũng rơi tầm 95%. Ví dụ như cái chiếc này thì nó chỉ có mức giá rơi vào tầm khoảng 3 triệu thôi. Sony Alpha Nex 3, Nex 5 mình đã có những cái video cụ thể về cái chất lượng hình ảnh của nó. Về cơ bản hai cái chiếc máy này nó đều sử dụng một cái cảm biến là 14 megapixel. Có chăng có khác biệt là cái chiếc Sony Alpha Nex 5 này nó có thêm một cái chỗ là nó quay phim Full HD. Còn cái con Sony Alpha Nex 3 nó chỉ quay phim HD mà thôi. Tiếp đến một con Lumix G7. Cái chiếc Lumix G7 này là một cái chiếc Lumix hoàn toàn mới về ở bên mình chứ không phải là có ngoại hình mới. Đối với cái chiếc Lumix G7 này thì cái ngoại hình này nó chỉ có rơi vào tầm 90% thôi. Cái chỗ mà báng cầm của nó có cái hiện tượng là gọi là bóng hết lên rồi, cũng như là nó hơi dính dính, đặc biệt những cái chỗ báng cầm cao su này. Nó đi kèm với ống kính là 14-42. Về cơ bản với một cái ngoại hình 90% như thế này thì cái chiếc Lumix G7 này mình bán chỉ có mức giá là hơn 6 triệu thôi. Cảm biến của cái chiếc Lumix G7 là một cái cảm biến hệ số close là 2.0 dạng M43. Nếu các bạn chụp với những cái cảm biến này thì mình đánh giá là chỉ mức trung bình khá đối với cái chiếc Lumix G7. Tuy nhiên cái con này quay phim rất tốt, con này quay phim là 4K 30 frame, và mình có thể chuyển sang ngôn ngữ là tiếng Anh, cũng như là nó có thể là quay phim không bị giới hạn thời gian, có nghĩa là thẻ dung lượng của các bạn nhiều hoặc là pin của các bạn khỏe thì bạn có thể là quay liên tục không có vấn đề gì cả. Đối với cái chiếc Lumix G7 này, vì sao lại có mức giá rẻ như vậy thì các bạn để ý cái phần ngoại hình cũng như là cái phần cái chỗ màn hình này, nó có cảm giác hơi bị lắc lắc này, nhưng tuy nhiên ấy, cái phần cơ cáp của nó rất là ok. Các bạn nhìn đúng không ạ, mình xoay như thế này cơ cáp không có hiện tượng bị gãy hay là bị kiểu như là màn hình không lên hay gì cả, mà nó có cảm giác như là cái chỗ này ở đây ở bên trong là nó có cái con ốc nào đấy nó rất là lỏng. Đây nó cũng chả phải lỗi, nó có phải là lỗi đâu, nó vẫn đang dùng bình thường này. Còn bây giờ mang ra cửa hàng fix thì mất đôi 300 cái tiền mở để bán rẻ cho các bạn, thì các bạn sẽ có một cái mức giá nó khá là vừa miếng. Tại vì con Lumix G7 này nếu mà ngoại hình còn đẹp keng, ví dụ như những cái con mà hôm nọ mình giới thiệu ấy, cá biệt có một số con đi kèm với cái ống kính chụp chân dung như kiểu 25mm f1.7 nó lại có mức giá rơi vào tầm 9 triệu cơ. Còn nếu mà kèm kit nhưng mà ngoại hình đẹp hơn ấy, thì nó lại có mức giá gần 8 triệu. Vì vậy khi mà các bạn mua một cái chiếc ngoại hình gọi là hơi khiêm tốn một chút ấy,
thì nó sẽ rẻ hơn cho các bạn giờ tầm 1 triệu rồi. Mình cam kết với các bạn là nó vẫn hoạt động bình thường nhá, nó không có cái vấn đề gì, chứ không mọi người lại cứ bảo nó lỗi. Còn nếu mà ví dụ như cái chiếc máy này mà anh em mà thích kỹ tính, thích fix lại ấy, thì đến khi mà mình mà mang ra cửa hàng, mang ra kỹ thuật fix, họ fix lại cho mình cái cơ cáp cứng lại, thì lúc đấy mức giá nó lại khác nhé. Do vậy trong video này mình chia sẻ thẳng thắn cho các bạn như vậy, để cho các bạn là ví dụ như có cái tài chính, ví dụ chúng ta chỉ có tài chính tầm hơn 6 triệu mà các bạn cần một cái chiếc máy ảnh có thể nó quay 4K mà lại không bị giới hạn thời gian như những mấy con như Lumix GF9 hay GF10, thì con Lumix G7 này sẽ là một sự lựa chọn rất tốt. Ngoại hình nó hơi xấu một chút thôi, nhưng bên mình vẫn bảo hành cho các bạn phần cứng thoải mái để cho các bạn sử dụng. Mà đấy, chia sẻ cho các bạn một số những cái chiếc máy ảnh mà hôm nay mới về bên mình. Ngoài ra thì mình cũng ngoài ra nhân tiện video này mình cũng chia sẻ cho các bạn một chút này. Từ hôm qua đến hôm nay mình gặp tận 3 đối tượng khách, mà thực sự mà nói mình cũng định giữ lại những cái câu chuyện này để nói cho các bạn vào những buổi live cuối tuần. Nhưng tuy nhiên có cái video này thì mình cũng nói luôn, tại vì mình thấy là cũng nên nói cho các bạn biết, đâu có những bạn nào đang có định mua những chiếc máy ảnh bên mình thì có thể nghe được, và chúng ta có thể là hạn chế để tránh một số những cái này ra, làm cho nó mất lòng anh em nữa, xong đến lúc nó lại không đâu đến đâu cả. Và cái câu chuyện này thực sự là làm mình rất là bức xúc, nên là mình phải nói lại cái câu chuyện này. Con ZVE10 này ấy, như mình đã làm một cái video ấy, nó chỉ chụp được có hơn 70 kiểu thôi. Nó gọi là live new, nó giống như kiểu trên cả mức live new. Nghĩa là cái người chủ cũ người ta mua về, người ta chỉ chụp có vài chục kiểu, xong người ta lại cất đi, người ta thanh lý. Giống kiểu người ta được tặng, người ta chỉ mở ra chụp đại vài cái xong người ta cất đi. Thế máy nó như mới. Thì chiều nay có một ông khách, ông này có một cái số điện thoại khá là đẹp, số của Viettel, đầu 097 mà đuôi là 4Q8. Thực sự mà nói những cái số như thế là thường chỉ có những người có tiền người ta mới gọi là ấy thôi. Thì đến đây thì nói các thứ tư vấn, bảo là ZV1 với cả ZVE10 thì chọn con nào. Cuối cùng mình chốt con ZVE10. Đến cái đoạn cuối ấy, thì mình nói thật là bên mình bán từ trước đến nay ấy, ví dụ như cái con này mình báo là 14,5 triệu và mình tặng thẻ 32GB, thì bảo nó có fix giá không, thì bên mình vẫn có hỗ trợ fix. Thì mình bảo là thì em sẽ cố gắng là thay đổi cho anh thêm lên cái thẻ 128GB là có thể nó quay 4K. Các bạn phải hiểu là những cái thẻ mà bên mình tặng ở trên những cái chiếc máy ảnh mà Nick 3567 hay kể cả A6000 này, thì thường là mình sẽ tặng cái thẻ 32GB thường thôi. Nó có trị giá nó rơi vào tổng khoảng hơn 100.000 trên thị trường thôi. Nhưng mà khi mà các bạn sử dụng những cái máy như kiểu ZVE10 này, những cái phụ kiện để quay 4K như nó ấy, cần phải những cái thẻ có tốc độ cao và cái dung lượng nó lớn một chút, thì mình đã hỗ trợ mình nâng đổi sang cái thẻ 128GB. Về cái giá trị của cái thẻ 128GB thì nó cũng sẽ có mức giá rơi tầm 400-500, trừ cái thẻ 32GB đi thì nó rơi tầm 300-400 rồi. Thế có nghĩa là như thế là cũng gọi là fix rồi đúng không? Thế ông này ông kêu bảo là giá mới bây giờ nó là 17,5 triệu đến 17,9 triệu, mà bây giờ anh mua cũ mà lại 14,5 triệu là nó rẻ hơn có 3 triệu ABCZ. Thực sự mà nói thì cái chiếc máy này nó cũng chả xấu gì cả, nó là bảo chụp 70 shot thì lại còn đi soi với đồ mới. Ok thì thuận mua vừa bán, không mua không sao cả. Nhưng mà mình phải nói thật là cái ông khách này ấy, nếu mà ông ấy cách ông nói chuyện kiểu khác thì mình sẵn sàng mình sẽ bán. Ông ấy mà trả 14 triệu. Đấy, 14 triệu thì mình bảo là, thì thường thường ai chả bảo là ơi thì 14 triệu thì bọn em lại không bán được anh ạ. Thế này mình nói rất là rõ luôn nhé, mình không có thêm bớt gì cả. Mình bảo là 14 triệu thì khả năng hơi khó, bọn em không bán được. Thế là xong rồi nó đế vài câu, nó bảo là ơi đấy mình trả được 14 triệu thôi, được được không được thì thôi mình đi về. Ừ thì bảo vâng, thế thì có gì bọn em lại không bán được cái giá đấy. Xong nó làm câu bảo là cho bạn suy nghĩ lại. Thế thì mình bảo đấy, mình chả hiểu sao lại phải suy nghĩ lại ABC chứ. Mình bảo em nghĩ là anh mới là người nên suy nghĩ lại chứ, mình nghĩ em có cái gì đâu mà phải suy nghĩ. Đến đấy là rồi nhá, ok nhá, không mua rồi thôi nhá. Đến ra đến cửa, nó với cả một thằng nữa, nó ra, mình xin phép gọi nó bằng nó nhá, tại vì đến lúc đấy là không phải là khách hàng khách nhất gì nữa rồi. Nó ra đến cửa, nó bảo là, mình thuật lại nguyên văn cái giọng của nó như này nhá. Nó ra đến cửa, nó đội mũ rồi, bắt đầu nó kêu bảo là bây giờ đi mua một chiếc máy ảnh cũ mà nó lại rẻ hơn, có đồ mới, có 3 triệu chỉ có thằng Hâm mới đi mua. Nó nói y nguyên như thế, như kiểu là không mua được ấy. Xong rồi bắt đầu nói rất là ngứa tai. Tại vì các bạn để ý nhá, cái con này ở trên thị trường nó rơi vào tầm khoảng 17,5 triệu đến 18 triệu. Thì khi mà các bạn mua cái con này, nó mới chỉ chụp 70 shot thôi, thì cứ cho nó là đồ live new đi chăng nữa thì nó rẻ hơn, rơi vào tầm khoảng độ
3 triệu đến 3,5 triệu thì nó cũng rơi vào tầm khoảng độ gần 20% rồi. Thế còn ông còn muốn cái đéo gì nữa? Mình mà quả đấy mình chốt đồng ý bán cho nó 14 triệu thì không khác gì nó là thằng hâm. Nó tự nói đó là thằng hâm luôn. Mình nói thật chứ, mình cái câu đấy, chính cái câu đấy làm cho mình thực sự muốn chia sẻ cho các bạn ở trong cái video này. Trong khi đấy nhá, số điện thoại rất là đẹp, xong rồi đuôi tứ quý 8 các thứ, một cái số đấy nó cũng phải rơi tầm 150 đến 200. Thế bây giờ đi mặc cả một cái chiếc máy ảnh, nó rơi vào tầm khoảng độ 400-500 nghìn. Các bạn thấy nó có hợp lý không? Có xứng đáng với cái số điện thoại mà người ta cầm không? Không mua thì thôi, có cái vấn đề chó gì đâu. Tôi cũng có chửi ông đâu. Mà ông ra đến cửa ông kêu cái gì tranh nhau so với đồ mới 3 triệu chỉ có thằng hâm đi mua. Đúng, chỉ có mấy thằng hâm đi mua thật. Đúng, hai thằng hâm đi mua. Nó tự nó chửi nó luôn nhé. Tranh nhau bao nhiêu đấy là việc của tôi, và cách ông mặc cả đấy là việc của ông. Ví dụ là bạn ơi, bây giờ mình thấy là giá mới nó rơi vào tầm khoảng độ 17,5 triệu, thì giá mình nghĩ là 14 triệu nó là hợp lý rồi, ABC chứ, bạn xem như thế nào. Đấy, ví dụ bảo, ví dụ mình bảo không ok chẳng hạn ấy, thì bảo là thế thì mỗi anh em thêm bớt một tí, bạn thêm một chút, tôi giảm một chút, tôi thêm một chút, bạn giảm một chút, khoảng 14 triệu 2. Thế ABC XZ, mẹ nó thành mẹ một câu chuyện đi, nó lại làm câu 14 triệu mình cho bạn suy nghĩ lại. Giống như kiểu mẹ mình đéo bán được cho nó, thì có nghĩa là mình cứ ế con này đến khi nó đến suốt đời không bằng ấy. Đây để chia sẻ cho các bạn là như thế. Mình mặc cả thì cũng nói chuyện nó đàng hoàng tí, chứ không phải là kiểu là một làng người có tiền nhưng mà nói chuyện một cái cách ấy mà lại gặp phải mình từ trước đến nay là gọi là tính, một là đã thẳng thắn, hai là gặp phải những thằng cục xúc hỏi lắm là đã thấy là đã chán rồi, mình sẵn sàng mình đôi co luôn, chả có cái vấn đề gì cả. Cái thành phần như thế, nói thật là mình chả có cái gì mà phải đáng tiếc cả. Nhưng mà mình chia sẻ cho các bạn là như thế để cho các bạn hiểu, mà chắc chắn cái thằng đấy nó sẽ xem những cái video như này của mình. Số điện thoại 097 097 là một cái đầu khá là cổ của Viettel, xong rồi tứ quý 8, xong rồi mặc cả không được, xong rồi nói vài câu khó nghe. Thế là giải quyết vấn đề gì? Không phải là mình không muốn tiếp khách hay là như nào đấy, nhưng mà thực sự mình muốn dành thời gian đấy để làm việc khác. Có nghĩa là có thể là ke chỗ người khác. Và rõ ràng mình thề với các bạn luôn, cái thời gian mình ke cái ông đấy, mình đã chốt được một con Sony Alpha Nick 5R cho một anh ở trong Hồ Chí Minh. Các bạn thấy không ạ? Thời gian đi ke cái ông đấy, thà mình đi ke người khác, mình chốt được khách nó dễ hơn. Lan man chả giải quyết vấn đề gì mà tốn thời gian cho cả hai bên. Chia sẻ các bạn một chút là như thế nhá. Video này xin kết thúc tại đây. Các bạn nào mà vẫn tin tưởng cái kênh của mình và vẫn tin tưởng số của mình, có thể là liên hệ trực tiếp cho số điện thoại mình trên video nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình trên tay những cái chiếc máy cũ khác nhé.